Anh ơi, xin mời trở lại với chơi lầu quảng cáo nha. Anh ơi, thì là ngày hôm nay mình quyết định cũng đuổi anh em ạ. Đuổi em đuổi không? Đói. Anh đuổi thối mồm rồi, em đang quyết định tìm kiếm gì ăn anh em ạ. Đang đuổi anh em ơi. Em thích ăn gì? Ăn gì cũng được. Ăn gì? Ăn gì cũng được. Ăn cướp không? Không. Mẹ, ăn gì? Ăn gì cũng được. Thôi rồi, nhưng anh em không đuổi anh em nhá. Quyết định hôm nay phải thu phục cái gì đuổi mồm anh em ạ. Đang đuổi anh em ơi. Đang cướp luôn. Như thế này của em gái rất xinh nên mình sẽ xuống kia sẽ khai quả gì đuổi mồm anh em ạ. Nhanh xuống bãi nhá, đuổi cái gì mồm nhá. Ok anh. Hôm nay anh sẽ trở thành ẩm thực lượng thừa mà ngày xưa ông sư phụ ở trên núi đã truyền dạy cho anh, cho em xem đẳng cấp như thế nào nhá. Ok. Tin gì đâu? Tin. Tiếp theo bắt ra. Mẹ mày hay đánh tao nhiều ấy nhá. Đánh bao giờ? Mày xé ra cái quần của tao. Tại anh ấy, cái quần của em nhập ở bãi rác mà. Quần của ai? Quần của tao ấy. Em nhặt bài rác về em phơi đấy anh lấy. Mày xé rách quần của tao. Mẹ nghe tao thiếu trò mà rồi, nhưng mà hôm nay tao lẻ mày bị bỏ đói mấy ngày hôm nay, tao quyết định tao đút cái gì cho mày ăn nhá. Ok. Được không? Ok. Tao lẻ mày là tại mày bị bỏ đói mấy ngày ngoài bãi rác mày không ra, nên tao bị gậy tao bắt cho mày ăn đấy, biết chưa? Biết rồi. Mày tiện tao quay video được chưa? Ok. Được không? Ok. Giờ đi xuống dưới kia nhá. À. Chơi lẩu cáo phải chết anh em ạ. Chơi. Hiện tại thời tiết đang mưa anh em ạ, nhưng mà không sao, phải khắc phục anh em ạ. Mưa này rất nhiều ách em nhá, nhiều ách kỹ năng sinh tồn mà ngày xưa ông sư phụ ở trên núi ông truyền dạy cho mình, thì ông sư phụ mình bảo như vậy. Em có đi sinh tồn không? Em có. Yên tâm, hôm nay anh sẽ dẫn em đi sinh tồn đẳng cấp luôn. Đẳng cấp nhá. Không ngã. Chất luôn. Chất không? Trời mẫu cáo lúc nào phải chết anh em ạ. Đi xuống dưới bãi này kiếm cái gì ăn thì được anh em ạ. Đường rất là bẩn, rất là xấu anh em nhá. Anh em ạ, mình tính là mình cũng hay thương người, bị bỏ đói mấy ngày ở ngoài bãi rác anh ạ. Cảm ơn, hơi tội lỗi đi. Sao còn bỏ trốn đấy chứ. Cơm này mình bê cho ăn rồi. Ông không hiểu gì, cụ bỏ trốn đi. Thế đi do ra lại bỏ trốn. Nhà đấy không thích ở. Không hiểu à? Thế lại thích ra ngoài bãi rác. Tìm một cái địa điểm là xuống nhảy đây anh em nhá. Được không? Tí xuống đây, tí em nhảy xuống. Tí có nhảy xuống đây không? Nhảy luôn. Được rồi, tí cho nhảy xuống luôn. Đừng nghĩ mình nhá. Vâng. Hôn cái. Không. Thì cút đi. Đéo thối đấy, ai hôn? Mồm mày thối. Mồm mày thối ấy. Mồm thối vừa thối vừa bắn đi. Tí bắt đéo sẵn. Tí bắt đàn ím mọi nhá. Giờ mình phải tìm một cái địa điểm nào quá anh. Nhân ở đây mình cũng giới thiệu cho anh em một cái app trên là Limark. Anh em là chưa người yêu, anh em hãy tải app về. Link app thì mình sẽ đặt ở phần mô tả, phần ghi bình luận. Mà các bạn thì kích vào và tải về anh em nhá. Ở trên đây có rất nhiều gái xinh luôn anh em ạ. Nhiều gái xinh á. Đi lên! Trong đội đi! Con này có rắn đi nhá! Chỗ này rất là nguy hiểm luôn! Có rắn được luôn? Tao nghĩ sẽ có, tao cho này nguy hiểm lắm! Ok ơi! Chỗ có rắn đi nhá! Thời tiết dậy mưa ẩm thấp quá anh em ạ! Thế là mình phải đề phòng một chút thôi! Hơi nguy hiểm đúng không đi? Hơi sợ ơi! Vẫn tiến vào trong thôi! Vẫn tiến vào trong ấy! Đi thôi! Kiểu có rắn đâu rồi. Không thì tao bắt được rắn mà. Cả khu này luôn anh em nhá. Chỗ này là ngày xưa là hay có ếch kìa. Nhưng mà lâu lắm mày không bắt đúng đít. Lâu lắm mày không vào khai quật cái rãnh này rồi. Quyết định hôm nay mà bắt luôn. Rất là lâu rồi. Mình đã phát hiện ra một dấu hiệu của ếch anh em nhá. Chỗ này anh em ơi. Cọc của nó. Có cọc của nó. Thông đi đít rồi. Ủa. Lạnh vai. Ôi trời, chết mẹ. Lạnh mẹ. Lạnh, lạnh lắm. Nghiên cứu đi ra ngoài đây đi nhá. Ok luôn rồi. Mắc cạn đây rồi. Yeah. Điều tao đi, lúc nào cũng đồ ăn ngon luôn. Thường thường chỗ này sẽ có ba anh em nhá. Ở chỗ này luôn à. Tiến sâu thôi anh em à. Đi đó. Yeah. Có mời gọi đập này đi ơi. Cho khách đi nha. Woo, lạnh quá. Ủa ơi. Lạnh chưa? Xuân vội luôn hộ. Yên tâm đi ạ. Chúng ta phải giúp giúp của mấy cái hang này á. Có hang trong đây không nó? Cắm đầu đây mới nhìn chứ. Hàng thơm lắm. Ủa ôi. Ê, hàng gì nữa? Hàng sâu lắm đi. Có mấy cái hàng sâu lắm. Mày có lạnh đi đây. Lạnh lắm rồi. Sao tự nhiên mày nước có lạnh rồi hả lô? Thật chứ nó lạnh mà. Nhưng mà vẫn phải đi tìm các đồ ăn thôi nhá.
cáo là không bao giờ nó thất bại anh em nhá. Chứ dù bó mạng mình cũng không hề thất bại anh em ạ. Định vị đi ạ. Điên ta phải định vị xem là hàng của thú dư không đã. Phải lên lộ cao luôn ấy. Mệt vãi. Đói quá điện. Hả? Đói quá. Món gì nó? Củ chuối. Ủa. Ăn món bao giờ chưa? Chưa. Củ chuối ăn được á? Ăn được. Ui, trắng nõn này. Có chát không? Có chát không? Ngọt lắm. Ngọt lắm. Ừ. Thế vũ khí gì tối nó đợi hãng không? Cái này tiện lợi rồi nhỉ? Nhỏ sắc luôn nhá. Nhỏ gọn nữa cơ. Này. Ngập dao luôn. Hai con ngập dao luôn, kinh không? Mà nhỏ gọn tiện lợi nhỉ? Đi rồi. Con gì kinh lắm ơi. Đâu. Đâu. Ui, đồ ăn đấy, thức ăn đấy. Đi vào bắt đi. Em vừa thấy nó có bỏ kia đấy. Thế sao chạy đây? Đi hả? Vào bắt đi. Có con gì đây nó? Cái rắn đi. Ui, đi. Anh cơ. Ui. Anh em ơi, hôm nay là vô tình tâm đi hả anh em? Mà đi lại phát hiện ra ếch anh em ơi. Cho anh một hàng ếch luôn anh em ạ. Vui phết Tâm ạ. Ôi em đang nghĩ con gì nó cứ chọc chọc đi em. Mẹ mày bắn đấy hả? Mày bắn đấy. Sao mày bắn đấy? Bắn đâu sạch mà. Bắn bó mẹ ào này. Tại cái này. Đấy anh em nhá, ở trong đây anh em ạ. Một hàng ếch luôn. Quyết định là bắt thôi. Bắt đơn giản ngay mà. Vui phết đỡ phải đi xuống ào bắt anh em ạ. Vừa giờ xuống mãi chưa bắt con gì. Ăn được mỗi củ lõn chuối thôi. Có bắt được không? Mày có phát được con đồ ăn rồi hộ. Ôi. Sắp chạy rồi. Chạy chưa? Ơi, khỏe lắm. Giờ may mắn không? Anh ơi, em bắt được ếch to lắm. Có chưa? Có. Này thịt thứ ấy nhỉ? Ngon không? Thích ăn ếch không? Không. Không thích ăn á? Nhiều sán lắm. Đừng nói con này có sán biết chưa? Con này hơi bị ngon đấy, nhiều chất bổ lắm, toàn đồ hoang dã như thế. Thế à? Ờ. Em có biết đâu, em đã được ăn bao giờ đâu. Rụt. Cầm lấy nó chật ra. Tại vì nó... Ôi, một hang luôn này. Úi giời, 5 mũi lắm. Này, to chưa? Kia xem là quá lắm. Ui, nhiều lắm đấy này. Quá lắm xem quá lắm. Đây. Ui, nó chui vào đây rồi anh ạ. À. Đâu. Ui, một hàng nó chạy nữa. Ui dồi ôi, ngon chưa? Ui, béo lắm. Béo. Nhiều không nữa. Nhiều lắm. Ui dồi. Hàng nó ếch rồi mà. Ghê phết, ui dồi nó chạy. To chưa này. Ui. Ui. Con này to. Ui. Con này chắc chắn là nó qua chú đi em rồi. Con này vừa phóng đi em á. Thì ở đây không? Xem quá lắm, cầm đi. Cầm đây không? Cầm rồi. Ôi đấm người bắt, mình kia bố đấm này không? Thế? Lâu chưa được ăn đấm. Nó vỏ anh ơi. Vỏ. Xem quá trong nhiều ếch không? Ui còn nữa này. Ui béo vãi. Bắn ếch đơn giản kìa. Ui ôi. Tôi còn béo chưa? Đen xì. Đây quá. Tặng quá lắm đi. Quá lắm. Đi. Được một đàn ếch tụi anh em nhá. Phát này béo hiểu ơi. Mày đi kỹ là gì tôi có cáo được không? Đẳng cấp vai. Chơi mèo cáo là phải chết anh em ạ. Lúc nào cũng có đồ ăn ngon thôi. Đẳng cấp luôn. Chơi mèo cáo là phải chết anh em ơi. Chết em ạ.
Đứng đấy một hàng luôn anh em nhá. Hôm nay vô tình tâm đi hả anh em ạ? Thế là khai quật được một đống ếch luôn. Ở ngay trong cái đống chuồng lợn này. Ghê không? Hôm nay vui phết anh chứ. Vui không? Vui anh ơi. Này chẳng vui thì sao? Chơi mậu cáo mày không nào, không có đồ ăn ngon. Thấy chưa? Được một giỏ ếch luôn. Đố xem nhau. Xem nhau. Được không? Nhá. Ui ui. Nhiều lắm. Nhiều chưa? Ui ui, toàn con kéo anh em ạ. Hết rồi. 6 con. Wow. Nhiều nhỉ? Mang ra bán này. Đừng rất nhiều anh em nhá. Quyết định là tí về chi về làm thực thôi. Ôi ra rồi. Ra chưa? Nó bị to quá. Úp vào. Đấy. Đây anh em nhá, hôm nay là mình đi khai quật được một đống ếch luôn anh em ạ. Đó. Em đi anh đẳng cấp không? Đẳng cấp luôn. Cho nó thì viện làm ẩm thực. Mình cũng chia sẻ luôn với anh em mà trong thì đây là có chất rất nhiều chất dinh dưỡng như protein và axit amin anh em nhá. Rất là ngon luôn. Quyết định cho em mà hôm nay đi khai quật được ăn mệt phết anh ạ. Wow, anh em nhìn này, được một đống ếch hoang dã luôn anh em nhá, nhìn phê lắm anh em. Loại ăn thì đảm bảo là mẹ người nó tăng sức lực lên. Thích ăn ếch không? Có. Sao mà rào tre nó bẩn? Thì ếch hơi bị ngon đấy, mà đây là loại hoang dã anh em nhá, rất là tuyệt vời luôn anh em. Này, ngon chưa? Wow, hôm nay đi vất vả phết đấy. Hôm nay anh với em anh vất vả phết đấy, yêu không? Mẹ. Đã được ăn đâu mày yêu, buồn cười thật đấy. Thế sao mày bỏ yêu tao suốt đi? Đâu, bảo tao đâu? Tả dính thì mẹ đánh bốc quét, đéo dặn, tí đéo dặn đi. Về đi. Phải làm cho ăn đi. Hôm nay tao lại là mệt phết. Ôi giời, giờ ngồi cao lắm, sao ngồi giờ ngồi thấp vậy này? Phải biết luôn mà, chưa? Tất kể ai cũng... Hát lại đi. 1, 2, 3. Chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng dư thừa. Tiếp. Ồ. Ồ. Chất không anh em ơi. Mẹ à, mày hát mà. Không, đi nữa hát. Sao mày hát? Hát cái gì? Sao mày hát? Ngồi buồn cắn móng tay. Cắn xong rồi lại đến móng chân. Mày mặc áo tao ấy. Căn xong rồi thấy đời buồn hơn. Mày bị ngáo à? Mày bị ngáo đúng không? Mày ăn ngáo rồi. Cười không cất. Đấy cả mẹ đi. Mẹ nó cười đi. Để tao xứ lên. Một lão chắc mày cười tao đi. Mẹ mày cười mày cứ. Đứng lại, đứng lại. Anh ơi. Anh ơi. Đứng lại thả bố mày. Làm bố mày. Ếch này nó ở... Được. Anh biết là của em mà. Ôi. Em đi kìa, em đẻ nó ra đấy. Hôm nay thì đẻ anh ơi, mình cũng chia sẻ lại luôn với anh em là hôm nay là Tâm đỉa anh em nhá. Hôm nay là Tâm vào cái chuồng hôi đỉa, thế là vô tình phát hiện đấy ếch. Gọi mình ra rồi thì mình tới gì thôi. Nhớ mẹ hôm nay đỉa. Hôm nay bắn em đi, bắn. Bây giờ tí nữa đừng có ăn. Thôi mày bắn đi, thôi bắn đi. Thôi bắn đi, cút mẹ ăn. Thế? Cút mẹ ăn. Bố mày có ếch đi bắn đi. Bắn rồi. Đấy, đi. Đấy. Một đứa tiếp nữa. Sao? Yêu. Xem sao? Xem đồ cao để yêu chưa nào? Đưa tao. Mấy cái này đâu tắt hết nữa. Đưa tao. Sao? Mày yêu tao không? Mày xấu mà. Mày yêu tao không? Mày xấu đéo yêu. Dạ đây cút. Ok. Cút luôn thì đi về đi. Yêu không? Không. Bố đéo yêu.